tháng tư vừa qua, Xuân Trường làm đám hỏi với bạn gái lâu năm Ngô Mai Nhuệ Giang. Giống cặp Phượng, Minh, ngày vui của cặp trai nổi tiếng gái nhà giàu này cũng được bảo mật một cách tối đa. Chỉ khi ngày vui qua đi, gia đình, người thân và bạn bè mới hé lộ ảnh nét căng về lễ ăn hỏi của họ. Đội trẻ từng có gần 6 năm bên nhau. Họ cùng nhau trải không ít sóng gió, từng bị đồn chia tay và sau đó chọn yêu trong âm thầm vợ sắp cưới Xuân Trường sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hà Nội. Cô từng là sinh viên đại học Dơ Mích, một ngôi trường chỉ dành cho hội con nhà giàu. Tốt nghiệp trường danh giá, hiện chính ít đang công tác tại British University Việt Nam, trường đại học 100% vốn nước ngoài, có mức học phí khoảng 100 triệu một kỳ. Hiện gia đình Xuân Trường vẫn chưa tiết lộ cụ thể về ngày cưới do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp là người sống kín đáo nên từ khi làm vợ của cầu thủ nổi tiếng, nhạy gian càng ít khi đăng tải hình ảnh về bản thân. Bởi vậy mỗi lần khoe ảnh, nàng giết kiếp đều nhận về sự quan tâm lớn. Điển hình cách đây ít giờ trên Instagram, bà xã Xuân Trường vừa khoe một bức ảnh mới. Trong hình, cô đang đi dạo trên bãi biển, nhưng người xem lại chỉ đổ dồn vào thân hình tăng cân thấy rõ và chiếc váy huyền thoại thường dùng cho hội chị em bầu bí. Một bức ảnh khác, Nhụy Giang lộ rõ tăng cân so với thời kỳ là gái độc thân. Dù không rõ bức hình này chụp từ khi nào bởi Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để phòng chống Covid-19, nhưng nhiều fans nhận định Nhụy Giang đang có em bé. Bởi cách đây hơn nửa tháng, vợ chân sút Hoàng Anh Gia Lai từng khoe ảnh cả gia đình tụ tập ăn uống. Trong lần lên sóng này, cô nàng cũng lộ gương mặt béo tròn, thân hình đầy đặn mặt nở thế này chắc gia đình hít có tin vui rồi, chị dâu có bầu rồi sao, mặt nở thế kia chắc chắn có bầu rồi là những bình luận dân mạng để lại. Trước thắc mắc của fans, người trong cuộc chưa lên tiếng. Bảo Anh Theo Việt Nam Net